Mến chào quý cô, chú anh chị và bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV ha. Hôm nay mình quay trở lại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của Lê Quay. Có một số mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú. Đặc biệt là mình xin chia sẻ cái vườn thì có cái nguồn cây giống trang trắng, lá trung, hoa thơm nhẹ nha quý cô chú. Này nó cũng có chạy sọc hồng trong này nè. Lô này thì cây giống rất là nhiều nha. Ví dụ cô chú nào mà muốn cái số lượng về trồng hay là kinh doanh thì cứ liên hệ. Đó, cam Đài Loan cũng có luôn, Mỹ cam. Đây, cam Đài Loan cái cây con như thế này, hoa lên nè. Đó, cái nguồn cây giống rất là nhiều ha, đa dạng luôn. Rồi, mình vào sẽ gặp Quay để báo thông số một số hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Rồi, chào Quay. Ừ, chào anh ơi. Chào cô chú anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. À. Hôm nay em có về vài loại trang để phục vụ cô chú anh chị à, như là Mỹ cam và vàng hường đậu xanh bông đậm với Mỹ hồng và Mỹ đỏ với Mỹ vàng nghệ với chùm trang lá nhỏ với vàng lá nhỏ. Rồi mình cho địa chỉ với số điện thoại luôn Quay. Em Quỳnh Tinh Quay ở ấp Tân Thành, xã Hòa Hành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp à. Số điện thoại em là 0776523368 à. Đó là số Zalo của em à. Rồi em xin vô thông số cây số 1 để cũng là cây Mỹ cam. Mỹ cam cũng đỏ ha. Dạ. Hoa nó vàng quý cô chú. Rồi mình cho chiều cao chi tiết luôn. Cao nó là 65. Cao 65 tán ngang luôn. Tán ngang 65. Rất là cân nha quý cô chú. Cây một cốt. Bình thân nó là 8. Này đế chưa khui luôn ha. Dạ chưa khui. Chưa khui đế nha. Dạ. Cũ dưới thì chắc có thể nở, mình đo cái thất thân luôn. Thất thân nó là 19 cm. Ở trong nách này nhảy hoa luôn. Rồi mình cho giá mã số 1 luôn. À mã số 1 này em xin cô chú là 350k. 350.000 một cây Mỹ cam, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn. Cây số 2 là cây vàng hường đậu xanh bông đậm à. Cây một cốt luôn ha. Dạ một cốt. Cũ đặc luôn. Rồi mình cho chiều cao chi tiết luôn. Dạ chiều cao nó là 85. Tán ngang nó là 90. Đây, hoa vàng hường đột xanh bông đậm, hoa lúc này nó đậm, rất là đậm nha quý cô chú. Nè. Này nó đang lên cơi nè, này về có thể đón Tết luôn nè. Đang lên búp hoa. Dạ, hoành nó là 6,5. Hoành 6,5 tính 6 đi, chừng hao. Này nguyên cái củ dưới này nó rất là lớn nha quý cô chú. Nè, cộng đế nó trải qua tới đây nè. Đặc biệt cái thốc thân này tầm khoảng 1,5 đi. Rồi, mã số 2 giá luôn. Số 2 em xin luôn là 350k. 350.000 bao phí ship, bao sống cho quý cô chú luôn. Rồi, xuống cây luôn. Bên tiếp theo. Số 3 cũng là cây vàng hường đậu xanh bông đậm à. Chiều cao đó là 70. Cao 70, 7 tấc, tán ngang luôn. Tán ngang là 75. Đây, cái hoa vàng hường đột xanh nè, cái này là đúng chuẩn vàng hường đột xanh nha quý cô chú. Cái này chín hoành. Hoành thân xích thước là chín nè. Này cái đế chưa khui luôn nha quý cô chú. Thất thân là 13. 13. Rồi, giá mã số luôn. Giá mã số 3 này em xin luôn là 350k. 350.000. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 4 là cây vàng hường đột xanh bông đậm à. Cây một cốt. Cao đó là 90 rồi. Cao 90, tán ngang luôn. Tán ngang là 85 hả? À? Tán ngang 85. Hoa rất là tươi nha quý cô chú. Nè. Dạ hoành nó là 8 à. Hoành thân 8, một cốt sạch nha quý cô chú. Và đặc biệt cái đế nó chưa có khui nha. Củ này nở. Này mình kéo thất thân ra quay. Kéo thất thân chi tiết luôn. Thân nó là 33 tới 30 đi. Này về mình vô dây xương một nước nó là cây cái tàn dù rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi cho giá luôn. Này em xin vô luôn là 350k. 350.000 luôn. Rồi đổi cây luôn. Mã số 5 là cây Mỹ hồng ạ. Mỹ hồng mã số 5. Chiều cao nó là 1,1 m ạ. Rồi, tán ngang luôn. Chia chi cành rất là đẹp nha quý cô chú. Tán ngang nó cũng là 1,1 m à. Đây, lên búp nè. Hoa nè. Hoành thân 7. Này một cốt sạch luôn nha, đế chưa khui.
Pháp Thăng nó là 40 ạ. Này về vô dây còn mấy mình để tàn thì mình con lại thôi ha. Rồi giá luôn. Mã số 5 em xin vô luôn là 350k. 350.000 cho một cái gốc Mỹ Hồng. Rồi xuống cây giúp em. Bao sống bao phí ship luôn. Mã số 6 rồi. Chiều cao nó là 1m à. Tá ngang nó là 1m. Cao mét, ngang mét, mã số 6. Búp. Quạnh nó hơn 7 tính 7. 7 rưỡi tính 7. Cái này khui xuống dưới cái đế là 8 nha quý cô chú. Pháp Thăng nó là 45. Rồi giá mã số luôn. Mã số 6 xin luôn là 350k. 350.000 cho một gốc Mỹ Hồng luôn. Rồi đổi cây luôn. Mã số 7 cũng là cây Mỹ Hồng à. Chiều cao nó là 1m2, tán ngang nó là 90 ạ. À. Đặc biệt một cốt thấp thân ha. Quanh này đó được không? Tầm hàng 7. 7 đi. Tính 7 đi. 7. Này đế nói chung là chưa khui tại bứng để cái bầu cho nó to cho nó khỏe. Thấp thân á 50 ạ. À. Rồi giá mã số luôn. Mã số 7 em xin luôn là 350k. Rồi đổi cây luôn. Mã số 8 à, cũng là cây Mỹ Hồng à. Cây này có phơm tàn, đóng chi cành rất là đều nha. Chiều cao nó là 1m1 à, tán ngang nó là 90. Về bệnh dây vô là ok ha, cây nói chung cũng tươi. Hoành nó 7,5 tính 7. 7,5 tính 7 chiều cao, ở dưới mình khui xuống là có thể 8 đi. Pháp Thăng đó là 42 tính 40. Rồi giá luôn quay. Mã số 8 này em xin vô luôn là 350 cao luôn à. Rồi đó cây luôn. 350.000, con cây Mỹ Hồng về tới nhà cho quý cô chú luôn. Cây số 9 cũng là cây Mỹ Hồng à. Chiều cao nó là 1m2, tán ngang nó là 90. Hoa lên rất là tươi ha. Hoành nó 7,5, tính 7 hả? Rồi kéo với thoát thân luôn. Cái này 45. 45. Thoát thân 4,5 tấc. Rồi giá luôn. Mã số 9 em xin luôn là 350k luôn à. Rồi đổi cây luôn. Cây bên em là bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo. Tiếp theo là cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. À. Mã số 10 là cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Rồi, chi tiết cái chiều cao luôn. Chiều cao nó là 80 ạ. À. Lá ngang nó 35. Đây Mỹ đỏ lá Mỹ cam, cái cuốn nó đỏ tươi vậy nè. Hoa nở nè. Hoành nó 4 ạ. À. Cây này tược rất là nhiều ha, nhưng mà một cốt này về quý cô chú nuôi cái phơm tàn lên ha, nhấp những cái tược ở dưới này mình dâm ra mình nhân giống ra ha. Rồi giá luôn. Mã số 10 này em xin vô luôn là 350k luôn ạ. À. 350.000, cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Mã 11 cũng là cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam luôn. Chiều cao nó là 75. Tán ngang nó là 45. Đây cái hoa đó nè, cái búp nó thôi là nó đỏ tươi vậy nha quý cô chú nè. Trời non cũng đỏ luôn. Xoay xoay cái hoa coi qua. Đây, đây đây cái hoa, xoay ngược lại. Đây. Hoa lên đỏ tươi luôn. Hoành nó cũng 4 luôn. Hoành thân 4, này một cốt nhưng mà chưa khui xuống dưới nữa ha. Cây này thằng chậu hay sao? Dạ mới vô thằng chậu đó. Mới thằng chậu, này em kéo cái thoát thân giùm anh đây. Thoát thân nó là 45. Rồi giá luôn. Mã số 11 em xin vô luôn là 400k. 400.000 mã số 11. Rồi đổi cây luôn. Mã số 12 là cây Mỹ vàng nghệ ạ. Mỹ vàng nghệ mã số 12. Chiều cao nó là 60 ạ, à. Tán ngang nó là 50. Đây đây xoay cái hoa. Mỹ vàng nghệ. Hoành nó là 6 ạ. À. Này có cái cọng rễ nơm ha. Dạ, nhưng mà cái rễ 3 cm ạ. À. 2 3 cm thấp thân. Dạ. Rồi giá luôn. Mã số 12 em xin vô luôn là 600k. 600.000 mã số 12. Rồi đó cây luôn. Mã số 13 cũng là cây Mỹ vàng nghệ ạ. À. Chiều cao nó là 45, tán ngang nó là 65. Cây này lên búp lên hoa rất là nhiều nha quý cô chú nè. Này về mình vô chậu mình thuần lại là ok liền. Hoành nó là 11 ạ. À. 10,5 tính 11 và 10 rồi đi. Tính 10 trừ hao ha. Dạ trừ hao đi. Này nó liền nguyên một cốt nha quý cô chú, lên rễ tứ diện chân. Rồi giá luôn. Mã số 13 này em xin vô luôn là 800k ạ. À. Rồi đổi cây luôn. Đó là cây 14 à, chiều cao nó là 60, tán ngang nó là 65,
vẫn là Mỹ vàng nghệ luôn ha. Vàng nghệ luôn. Đây cái hoa chạy sập nè quý cô chú, vàng nghệ nó ưa lên sập vậy nè. Hoành thân là 8 à. Hoành thân 8, cái này cũ cũng một cốt thoát thân tầm khoảng 2-3 cm đi. Dạ. Đế tứ diện luôn. Này về mình thuần lại mình vô dây ha. Dạ. Ok liền. Dạ, rồi giá luôn. Xin vô luôn là 750k. 750.000. Rồi đó ok luôn. Mã số 15 cũng là cây Mỹ vàng nghệ à. Chiều cao nó là 60, tán ngang nó là 55. Lên bông lên hoa lên búp rất là sai nha. Dòng Mỹ này nó rất là mạnh luôn. Dạ hoành đó là 21 tính 11 luôn đi. 12 luôn nhưng mà trừ hao ha. Trừ hao luôn đi. Trừ hao quý của dạ, chú luôn. Cái rễ này nè. Đây có cái cọng rễ nữa nè. Cây một cốt. Rồi giá luôn. Mã số 15 em xin vô luôn là 600k ạ. 600.000 mã số 15 Mỹ vàng nghệ. Mã số 16 cũng là cây Mỹ vàng nghệ luôn à. Chiều cao nó là 50. Ngang nó là 60. Cây có bông có hoa về là yên tâm ha quý cô chú. Mỹ vàng. Dạ hoành nó là 6,5 em tính 6 luôn. Tính 6 trừ hao luôn ha. Dạ, cây này có cái đế nôm luôn nè. Này thấp thân khoảng 3 cm đi. Dạ. Nguyên một cái nồi đế nè. Rồi giá mã số luôn. Mã số 16 xin luôn là 700k. 700.000 mã số 16. Em anh em là bao sống bao ship cho cô chú anh chị luôn cô chú. Rồi đó cây luôn. Mã số 17 là cây tím sen lá nhỏ à. Cây này đúng đời cây thông Noel luôn ha. Dạ. Chiều cao nó là 1m4 ạ. 1m4 chiều cao, tán ngang luôn. Tán ngang nó là 90 ạ. Đây, hoa nó là vậy nè. Dạ hoành nó là 11 ạ. Rồi, cái này cái hoành thân chui khui, thất thân này đo cái thất thân mình là 9 cm ạ. Kể nhân tắt đi, mình khui xuống một cốt thất thân sạch luôn. Rồi giá luôn con ơi. Số 17 em xin vô luôn là 450k ạ. 450.000 bao phí ship luôn. Mã số 18 này cũng là cây trang tím sen lá nhỏ ạ. À. Chiều cao nó là 120 ạ. À. Tán ngang nó là 85. Phơm tàn gọt rất là ngọt nha. Vậy nè. Dạ hoành nó là 10,5 em tính mừng luôn ạ. À. Đế này còn khui nữa đó cô chú anh chị. Chưa khui ha, để cho cây nó khỏe đi. Này thấp thân 5 cm ạ. À. 5 cm. Rồi giá luôn. Dạ mã số 18 này em xin vô luôn là 450.000 ạ. À. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 19 cũng là cây tím sen lá nhỏ ạ. À. Chiều cao nó là 1m1 ạ. À. Tán ngang nó là 90. Cây này tàn thông gióc luôn nha, và đặc biệt lên búp rất là sai nè. Cây rất là sung ha. Gióc đọt. Dạ hoành nó là 11 ạ. À. Rồi lấy thước đi. Này đế chưa khui luôn nữa nè. Này thấp thân 7 cm nè. Rồi giá luôn quay. Dạ, mã số 19 em xin cho luôn là 400k ạ. À. 400.000 mã số 19. Rồi đó cây luôn. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 cũng là cây tím sen lá nhỏ à. Tàn thông gióc luôn. Chiều cao nó là 1m2, tán ngang nó là 90 ạ. À. Đây, cái hoa nè. Phan trả lời. Hoa tím sen rồi cây nó lên búp lên nè. Gióc đọt, có cái đọt chủ luôn. 11 mấy rồi, tính 11. Và đặc biệt cái cây này cái đế nó hơi nhô lên rồi nè, nhưng mà thân nó lắc ha. Tắt lượng nhìn rất là duyên luôn. Này thấp thân có tầm khoảng 7 cm đi đâu quay. Dạ, 7 cm ạ. Rồi giá luôn. Mã số 20 em xin luôn là 450.000 ạ. À. Rồi xuống cây luôn. Mã số 21. Chim lên. Vàng nó nhỏ ạ. À. Chim lên cho đứng lên. Cây có phơm tàn còn do ha. Chiều rồi. Cao nó là 90, tán ngang nó là 85 ạ. À. Xương dâm cành rất là dày nha quý cô chú, tàn còn do luôn, đóng chi cành đặc hết. Dạ hoành nó là 12 ạ. À. Rồi cái này kéo cái thất thân giùm. Thất thân nó 16 cm ạ. À. Tính tắt cửa gì 15. Này cái đế cũng chưa khui luôn, cũ dưới nở nè. Rồi giá luôn. Mã số 21 em xin vô luôn là 300k. 300.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Mã số 22 cũng là cây vàng lá nhỏ à. Thoát thân rất là thoáng nha quý cô chú. Chiều cao nó là 90, tán ngang nó là 90 luôn. Đây cái phơm tàn à. Gọt rất là mịn nha.
Hoành nó 12 à. Hoành thân 12 xích thước. Này kéo cái thất thân giùm. Cũ chưa khui nha quý cô chú. Cái này cá như tắt 10 cm. Thất thân rất là thoáng ha. Rồi giá luôn. Mã số 22 này em xin vô luôn là 300k. 300.000 bao phí ship luôn. Đưa cây vô, cây vô. Được. Nên tiếp theo. Tiếp theo là mã số 23 là cây mỹ vàng ngợi ạ. Cái này giao lưu mỹ vàng nghệ. Đây cái hoa nó nè, rất là tươi quý cô chú. Chạy sọc luôn nè. Rồi, thông số luôn. Cái này là chiều cao 50 ạ. À. Tán ngang nó là 55 ạ. À. Cây một cốt ha. Hoành nó 24 tính bố. Này đế chưa khui luôn ha. Dạ, đi khui cái này. Rễ nó gà rất là khỏe nha quý cô chú. Thân tấn rưỡi. Rưỡi. Cây này thân chậu ha. Dạ, thân chậu từ nhỏ luôn cô chú anh chị. Rồi, giá cho mã số luôn. Dạ, cây này em xin vô luôn là 750k ạ. À. 750.000. Rồi, đổi cây luôn, mỹ vàng nghệ. Số mấy? 24. Cái đó là 24A này, 24B đi. Dạ, 24B đi. 24B. Cây 24B là cái mỹ vàng nghệ ạ. À. Chiều cao nó là 60. Tán ngang nó là 50. Rồi xây cái hoa. Hoa mỹ vàng. Màu nghệ rất là ngọt. Dạ, hoành nó là hơn 4 tính 4. Rồi, gửi lấy thước đi. Này cũng thuần chậu ha, thần cây này với cây vừa rồi là cặp. Thất thân nó cũng 15. Thất thân 15. Dạ, 15. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 24B này em xin vô lưu là 750k. 750.000. Rồi, xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Mã số này là mã số 25. Dạ, mã số 25 là cây trang ghép 6 màu. 6 rồi, màu luôn ha. Dạ, gồm những loại là mỹ hồng, mỹ vàng ngợi, mỹ tím và mỹ cam với mỹ đỏ đó, mỹ cam. Đây mỹ hồng nè. Với trắng lá chung. Mỹ hồng một màu, trắng lá chung 2 màu. Rồi, mỹ tím 3 màu. Dạ. Này mỹ cam. Mỹ cam 4 màu. Cái này mỹ đỏ. Mỹ đỏ 5 màu, mỹ vàng 6 màu. Ok. Rồi mình cho thông số luôn quay. Chiều cao nó là 110 à. 110, 1m1, tán ngang luôn. Tán ngang nó là 85 ạ. À. 56 màu nha quý cô chú. Và đặc biệt cây rất là sung. Lá, quả xoa mấy cái lá. Mình gấp nó là gần 13. 13, đến 13 đi. Dạ. Đúng đúng 13. À, đặc biệt cái gốc này là trang vàng lá nhỏ ha. Rất là sung, à, đế thì nôm. Đặc biệt cây này thường chậu khi mà ship thì sẽ rút chậu quá bầu nha quý cô chú. Rồi cho giá mã số luôn 25. Dạ mã số 25 này em xin vô luôn là 1.800.000 ạ. 1.800.000, cây ghép 6 màu. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 26. Mã số 26 là một cặp mỹ tím. Mỹ tím. Hoa thơm nhẹ ha. Dạ thơm nhẹ. Giao lưu 2 cây, một mã số. Chiều cao tính 40 đi. 40. Dư 40 tính 40. Cây nào cũng có hoa cho nha quý cô chú. À, hoành thân này thì tầm bắn phán đầu đủ ăn đi. Cây cũng thuần chậu như vậy rồi. Rồi giá luôn ơi, mã số 26. Mã số 26 này em xin luôn là 300k ạ. À. 300.000. Bao phí ship luôn. Bao ship bao sống cho cô chú vậy luôn à. Mã số 26 này cũng là mã số cuối cùng bên em ạ. À. Em chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe ạ. À. Và vui vẻ để xem kênh để ủng hộ cho em ạ. À. Thì nhà vườn cũng còn cái số lượng cây thì có gì ví dụ cô chú anh chị nào cần giá sỉ thì mình sẽ liên hệ thêm ha. Dạ dạ. Bên rồi. Em mà còn nhiều đó cô chú anh chị. Mà chỉ quay đại diện thôi. Dạ. Rồi thì nãy giờ mình báo giá tổng số những cái lô cây này thì quý cô chú nào cần và cái nguồn cây giống như nãy giờ mình đã báo trên clip đó, thì liên hệ chỗ qua nha. Pháp Thái TV kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc nha.